coi tôi nhiều á thì ngày xưa á tôi hay rất hay là than đau lưng, cái đợt đó tôi than gần một mấy tháng trời luôn á, đau cực kỳ đau luôn nha, đau khủng khiếp luôn á. Mà tôi hay ngồi, tôi hay vỗ vỗ lưng này nè. Thì cái con Rogen này á, thì mấy anh em bấm trên mạng nha, ghế này ghế Rogen dân văn phòng, cái ghế này của Nhật Bản hay Hàn Quốc á, thì nó quá nổi tiếng rồi, cái này của như là của Nhật hay sao á, thì nó quá nổi tiếng không nói gì nha. Còn cái gối này nó cái tác dụng của nó là gì? Thì đây cái gối tác dụng của nó coi trên hình. Thì nếu như mấy ông nào mà bị đau cục sống á thì mấy ông sẽ nằm như cái bức hình này nè. Đây mấy ông sẽ nằm ngay bức hình này nè. Nha mấy ông sẽ nằm ngay chỗ này nè. Đó mấy ông sẽ lót cái gối này ngay đây. Nhưng nha. Cái gối này mới nằm trong giai đoạn đầu nó sẽ rất khó chịu. Tại vì mấy ông cứ tưởng tượng á cái cột sống lưng của mấy ông á, cái cột sống lưng của mấy ông nó sẽ là như gì nè. Nha. Mấy ông nằm á, nha mấy ông nằm á là nó lúc nào nó cũng bị hở cái lưng. Cho nên là mấy ông nằm bình thường đâu, ông nào mà nằm nệm á thì tôi không nói, còn ông nào mà nằm chiếu chúc á hoặc là mấy ông nằm dưới mặt đất bình thường, hoặc là mấy ông chỉ nằm mấy cái nệm cứng á thì lưng của mấy ông cái chỗ đây này nó sẽ bị cong lên. Lúc nào mấy ông chống cái cổ này thì lưng của ông nó sẽ bị đè xuống cơ thể của mấy ông nằm, nếu như mấy ông nằm như cái tư thế hình bên đây nè. Đó thì cái lưng của mấy ông chỗ đây nó sẽ bị đau ngay nè, nếu như mấy ông nằm cái lưng mấy ông sẽ bị đau ngay đây nè, đó bị đau ngay đây nè. Nha, đó là bị đau ngay đây nè. Thì mấy ông phải có kê lên, một là mấy ông kê nằm như tư thế này. Nhưng cái tư thế này người bị dạ dày không nằm được. Người bị dạ dày không nằm được. Mấy ông thấy sau lưng của tôi là bao nhiêu cái gối? Một mình tôi nằm tổng cộng là 4 cái gối. Nha, một mình tôi nằm tổng cộng là 4 cái gối. Thì tôi ngủ chào ngược dạ dày là tôi gần như là ngủ ngồi. Đây đây là ba chế độ của tôi, đây là ba chế độ ngủ của tôi đúng không? Là như bức hình trên đây đúng không? Bình thường là tôi sẽ nằm là ví dụ như là thường là chiều cao đúng không? Là ví dụ như là như thế này, bình thường là ngủ như thế này. Xong rồi hôm nào mà hơi mệt á, chào ngược dạ dày á thì phải nằm ngủ kê thêm một cái gối như thế này. Rồi hôm nào mà bị mệt á, hôm nào mệt mấy hôm mà tôi nói với mấy anh em á là tôi ốp dậy trễ là tôi nằm một tí là tôi gần như là ngủ đứng. Nghe tôi nằm đứng luôn á, tôi kê gối để nằm ra tôi ngồi tôi ngủ gì luôn nè. Đó là ngủ như tôi ngồi kê gối vậy, tôi ngồi trên ghế này luôn. Nhưng mà vẫn duỗi thẳng chân để ghế này sát vô để tôi nằm đi ngủ. Cái ghế này nó rất cứng nha, nó nằm như ngủ luôn. Ai bị mới biết, tôi nói là ai bị bệnh mới biết. Mấy em nào mà bị trào ngược dạ dày á hoặc là bị bệnh dạ dày là phải ngủ đúng tư thế. Nhưng khi mà ngủ như vậy á thì mấy em sẽ bị đau cái đốt sống lưng, thì làm sao để vậy thì phải lấy cái gối này để kê. Ngay tùy thuộc theo cái bữa ngủ, cái giấc ngủ của mấy em rất quan trọng. Là từ lúc ngày xưa nha, tôi nghĩ bỏ ra gần 1 triệu bạc để mua cái ghế này làm gì mà trong cái đó ngồi làm sao đỡ đau lưng được. Từ lúc tôi mua cái ghế này nha, cái ghế này ngồi đỡ thiệt. Tôi nói mấy anh em nha, cái này đúng là ghế công tác học luôn. Nhiều lúc mình coi trên mạng á, người ta mua mấy ghế này ghế kia mình ngồi, ủa tại sao người ta phải ngồi ghế gaming, tại sao người ta phải ngồi ghế này. Từ lúc tôi mua ghế này về ngồi đỡ đau lưng hơn cực kỳ nha, đỡ lưng hơn cực kỳ. Với lại thêm một cái nữa, cái đai kéo lưng á, cái đai kéo lưng mà mấy anh em mua hàng xịn á thì nó sẽ rất tốt về sức khỏe, cực kỳ tốt luôn đấy. Thì cho nên là mấy anh em nào mà đang văn phòng mà đang bị đau lưng hay là bị dưới gì đó hoặc là bị trào ngược dạ dày á, thì mấy anh em nên mua mấy gối này vậy nằm, cùng cái gối mà kê cổ, cái gối à, cái gối chuyên dụng á, cái gối mà chuyên dụng cho người trào ngược dạ dày á, đây nè, gối chuyên dụng cho người trào ngược dạ dày thì gối này tôi không có tiền để mua thôi. Gối đầu cho người bệnh trào ngược nè, gối gối mà dành cho người trào ngược dạ dày nó sẽ là cái gối này đây. Nhan đây gối dành cho người bị trào ngược dạ dày thì nó sẽ là cái gối như thế này. Đây gối dành cho người bị trào ngược dạ dày thì nó sẽ gối như thế này. Đó là mấy ông sẽ nằm kê lên như thế này. Mấy ông mà nằm thấp hơn là mấy ông ọc ra liền. Thiệt. Mấy ông mà nằm ốc ra mấy ông bị ọc ra liền. Mấy ông bị trào ngược dạ dày mà mấy ông đi xe nhiều lúc mấy ông mệt mệt, mấy ông chóng chóng mặt hay là buồn nôn gì là mấy ông ăn vô á là cái dịch dạ dày của mấy ông trào lên, mấy ông nằm ra buổi tối nó ọc ra liền. Nha. Đó nên mấy nhiều lúc mấy em bệnh mấy em không hiểu là ví dụ như người bị đau lưng thì sẽ nằm như thế nào, rồi người bị trào ngược dạ dày sẽ nằm như thế nào, rồi người bị gọi là hay bị chuột rút á thì sẽ nằm như thế nào, rồi người hay bị thiếu máu lên não hay bị tụt huyết áp á thì sẽ nằm như thế nào. Nó có tư thế hết mà nó cải thiện được nha, mấy cái này nó cải thiện được sức khỏe của mấy ông ghê lắm. Nếu như mấy ông có chịu khó tìm hiểu và có chịu khó gọi như là mua về sử dụng thì công nhận nó đáng thiệt. Ví dụ như cái ghế này là một trong những cái mà tôi thấy đỉnh nhất nha, cái thùng một thùng to lắm, mua chính hãng là nó sẽ đóng cho mấy ông một cái thùng rất là bự, xong giờ mấy ông khui ra mấy ông ngồi đã lắm nha.